so late. Too late? No, too late. Because now we are doing something here. Đây là chị Bora. Hi Bora. Chị này làm việc ở công ty của chồng mình luôn, nhưng mà hai ngày hôm nay chị đến đây, ba ngày rồi chứ, chị đến đây để mà giúp vợ chồng mình dọn dẹp cái nhà mới lẫn cái nhà cũ. Thôi, ở phía đông này nó bị tối. Thôi, chị Bora này á, là chị mới có 38 tuổi thôi, nhỏ hơn mình 2 tuổi, mà chị Bora đã có cháu ngoại rồi, hai đứa con trai, hai đứa con gái. Mình nghĩ cái nhà này á, cái diện tích của nó bằng với lại cái nhà chung cư mà vợ chồng mình mới mua bên Việt Nam á, cho nên mình thích cái nhà bé bé như vậy nè. Đứng ở đây ở nhà như vậy á, thì thứ nhất là cảm thấy nó ấm cúng nè, rồi không có phải mất nhiều thời gian để mà dọn dẹp. Với lại mình cũng chưa có em bé, nếu như mà có em bé thì một phòng ngủ thì nó không có được tiện. Nếu như mà con của tụi mình được 10 tuổi, cho nên khi nào mà vợ chồng mình mà có con thì chắc lúc đó cũng sẽ tính cái việc là mua một ngôi nhà có hai phòng ngủ. Nhưng mà trước ngóc mắt đó thì ngôi nhà một phòng ngủ của vợ chồng mình bên Việt Nam là mình thấy tương đối là ổn. Chị này là chị giúp chồng mình lau dọn như vậy á, một tiếng là 20 kina, là tương đương với lại 6 đô, là cho khoảng 130.000 đi. Đây là cái nhà tắm, rất là gọn gàng. Rất là gọn gàng. Không có quá nhiều những cái chi tiết linh tinh rắc rối. Còn đây là ông xã đại nhân của mình. Mai mốt mà mình về Việt Nam rồi á, chồng mình ở đây một mình chắc là buồn lắm. Tại không có ai lảm nhảm lải nhải hết trơn. Is it? Thương chồng lắm luôn đó. Đó, mình thấy một cái nhà phòng bếp, một cái phòng bếp nhỏ nhỏ một bên, rồi kế bên đó là phòng khách, rồi kết hợp với lại cái bàn ăn thì rất là tiện lợi. Mình nghĩ là mình thích cái nhà này hơn là cái nhà cũ mà mình đã ở trong khoảng gần 3 năm qua. Nhưng mà mình đang suy nghĩ là mình không biết đặt cái nơi thờ Ganesha của mình ở đâu ta. Mình theo chồng mình đạo Hindu, cho nên từ lúc mà mình bị bệnh á, mình nghĩ là mình phải có một cái gì đó để mà thờ phượng mỗi ngày, cho tâm trí của mình nó được giải tỏa. Mình ít nhất ra là mình cầu nguyện thì mình cũng giống như có người để nói chuyện. Cho nên mình bắt đầu mình thờ Ganesha. Thì ở nhà cũ thì có một cái bàn để cho mình đặt cái tượng Ganesha lên để mà thờ phượng. Còn qua cái nhà này thì mình không biết là đặt tượng thờ ở đâu. Dear, so here where can I put the Ganesha for pray every day? I'm thinking. Yeah. Chồng mình cũng đang suy nghĩ. Oh, đi đi. But next time I bring the Ganesha with me back to Vietnam, đi. Yeah, correct. Correct, huh? So just roughly I put here to pray every day, huh? Huh? At least. Yeah, yeah. 15 days. At least I have to pray here for 15 days. And when I bring Ganesha with back to me to Vietnam, so you still have the Buddha, huh? Yeah, yeah. Cái lúc mà mấy năm trước á, vợ chồng mình có đi Yogyakarta ở Indonesia. Nơi đây nó có một cái gọi là cái đền rất là cổ. Xưa mấy ngàn năm á. Thì cái chỗ này á là đạo Hindu cũng có, rồi người đạo Tin Lành cũng có, Thiên Chúa cũng có, rồi đạo Phật cũng có luôn. Và gần cái khu vực đền này là có rất là nhiều những cái nghệ nhân, những cái người dân địa phương, người ta chế tác những cái tượng Phật, tượng Ganesha bằng đá,
đá đen của người dân người ta, cho nên vợ chồng mình cũng có mua. Cho nên mình mua cả tượng Phật và tượng Ganesha của người Ấn. Và sắp tới thì khi mình về thì mình sẽ mang cái tượng Ganesha của người Hindu về, của đạo Hindu về. Còn cái tượng Phật thì chồng mình sẽ kiếm một cái bàn để mà thờ tượng Phật ở đây. Tụi mình đạo Hindu nhưng mà tụi mình tôn trọng tất cả các đạo. Và mình rất thích là nói chuyện với những ai mà người ta cũng tôn trọng tất cả các đạo, chứ không phải là người ta chỉ đề cao cái đạo giáo của người ta. Những cái người đó là mình không thích. Bản thân của một cái đạo giáo á thì nó rất là tốt. Nhưng mà có những người mà người ta quá sùng tín á, rồi trong cái quá trình mà người ta tôn vinh cái đạo của người ta thì người ta sẽ vô tình hoặc là có khi cố ý nữa thì hạ cái đạo của đối phương xuống, thì cái đó là mình không thích. Chứ vợ chồng mình đó, bạn bè nha, là cha nhà thờ nè, rồi nữ tu sĩ nè, rồi tụi mình đi nhà thờ, thậm chí tụi mình làm mẹ đỡ đầu cho một gia đình mà đạo Công giáo nữa. Rồi tụi mình đi rất thích đi chùa. Vậy đó. Đây là tổng thể của ngôi nhà đây. Chỗ này sẽ để cái tivi. Ở đây, trong đây là nhà bếp. Kế bên là cái cửa để đi xuống. À, có một cái phòng ngủ bên tay trái với lại tay phải luôn. Rồi có một cái phòng ngủ, cái nhà tắm ở dưới kia. Vậy thôi. Thôi, một chút xíu video giới thiệu về nhà mới của mình. Bây giờ thì mình làm những công việc lặt vặt. À, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của Thư Ba Bua, một người Việt hiện tại đang sống ở Ba Bua và sắp tới sẽ trở về Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Rồi, căn nhà của mình nó đã trống trơn rồi. Hôm nay đã là ngày cuối cùng mình dọn dẹp. Mình dọn hết đồ đạc ở trong ngôi nhà này sang bên ngôi nhà mới ở bên La Mã Nà. Và hôm nay nguyên ngày thì mình cũng ở bên La Mã Nà để mà sắp xếp đồ đạc của mình theo vô đúng vị trí của nó. Còn bây giờ thì last round, mình trở về để chuyển một số thức ăn ở trong tủ lạnh để mang qua nhà bên kia. Trời ơi, cái nhà bây giờ nó trống trơn luôn. Nói gì nói chứ suốt bao nhiêu là ngày tháng mình cứ lau nhà, rồi mình dọn dẹp, rồi lau cửa sổ, làm rất là nhiều thứ cho ngôi nhà này. Mặc dù là mình complain hơi bị nhiều nhưng mà bây giờ dọn qua nhà mới rồi, có ai dám nói là không buồn không? Buồn chứ sao không buồn, quá buồn luôn á. Tại vì đây cũng là cái chỗ mà mình đã đứng nấu nướng trong suốt 3 năm qua. Rồi cái góc này là cái góc mà mình đứng mình uống nước với lại đun nước vào mỗi buổi sáng. Rồi chỗ này là cái thùng rác. Ở đâu cũng vậy. Ở bao nhiêu là ngày tháng xong rồi đi mới thấy kỷ niệm. Mới thấy nó sẽ thành kỷ niệm, nó sẽ thành một phần trong cuộc đời của mình. Rồi hồi sáng này chồng mình đã nhờ mấy anh ở trong công ty á đến đây để dọn cái Sky Garden, khu vườn trên mây của mình đi qua bên nhà mới. Giờ ở đây cũng trống trơn rồi. Và đây là ngôi nhà số 7. Ngôi nhà số 7. Và kia là nhà của Gracie. Thì hồi sáng này mình có mang đến cho bà ngoại của Gracie đôi giày. Mình mua cho Gracie đôi giày Nike số 11. Mình hy vọng là Gracie sẽ mang vừa đôi giày. Còn nếu mà không vừa thì mình sẽ đổi. Mình sẽ liên hệ với mẹ của Gracie để mình đổi. Nhưng mà mình nghĩ là vừa, tại vì mấy hôm nay mình đã đo cái chân của Gracie á, từ cái bàn tay của mình lên đến cái ngón đeo nhẫn,
là chiều dài của chân, nhưng mà mình mua nó to hơn tí, cho nên mình nghĩ là chắc là Racy sẽ mang dừa. Ai, dù sao giờ chuyển nhà đi cái thấy cũng buồn buồn đó. Buồn nhất là cái ghế massage, mặc dù là ghế massage không có hẳn là nó tốt gì, nhưng mà dù sao có nó rồi, sáng cử chiều cử mình cứ ngồi lên để cho massage nó cũng vui vui rồi. Biết bao nhiêu là kỷ niệm, 3 năm mà ít gì. Thôi bây giờ còn một số thứ chẳng hạn như là đồ trong tủ lạnh nè, rồi tranh Ganesha của mình, rồi mình sẽ thu dọn xong rồi đợi chồng mình qua để đi qua bên nhà mới, kỳ này là qua hẳn luôn. Mình cũng không có chào tạm biệt hàng xóm gì, tự vì ông chủ thì đi Úc rồi. Rồi ngày hôm chủ nhật thì mình đi ăn, thì mình gặp một chị, một gia đình của một chị ở dưới nhà sát bên nhà ông chủ, thì hôm đó mình cũng có nói chuyện, rồi mình cũng có trả tiền cho bữa ăn của gia đình của chị, thì cũng nói lời tạm biệt. Còn nhà kế bên đó thì làm chung với lại chồng mình, thì chị vợ cũng là quản lý của HA, thì cũng giúp cho tụi mình dời nhà, rồi cũng giúp mình mua vé máy bay. Cho nên không có cần xuống để chia tay. Còn cái nhà kế bên nữa thì mình đã gặp chị này hồi hôm qua, thì cũng có nói là mình đi qua bên làm ăn nè, rồi mình cũng có nói là mình sẽ về Việt Nam tháng sau. Còn ngôi nhà số 1 thì lát xuống có gặp á, thì nói còn không thôi. Tại vì cái anh chồng á, thì cũng làm ở trong đây, nhưng mà chắc mình nghĩ chắc cũng phải nói lời tạm biệt. Còn nhà của Bracy thì không biết làm sao đây. Mình sợ hồi mình đi rồi nó mình gặp nó mình chia tay đó, mất công nó khóc nữa. Bracy là đứa con trai đầu tiên luôn á mà mình có cảm tình nữa, tại vì trước đây là mình thích con gái không à. Bạn bè mình mà có con gái mình đến mình thăm thì mình còn nựng nịu, chứ ngay cả bạn thân của mình đó, nó có con trai chứ ngày xưa mình cũng không có nựng nịu, nó tự mình không có thích con trai rồi. Năm mấy 2 năm trước á, gia đình của Bracy dọn về thì mình cũng đứng mình nói chuyện đồ, với lại lúc đó Bracy nó cũng không có thích mình nữa, tại mình đâu có biết chơi với lại con nít đâu, mà ở chung á rồi ngày nào cũng đi ra vô thấy mặt rồi tự nhiên thân thân rồi. Cái bây giờ á, ngày nào kiểu như một tuần liên tục mà Bracy nó không có gặp mình mà nó không có qua nhà mình chơi á, là nó nhớ tới lúc mà nó qua nó gõ cửa, mở cửa ra là nó đứng nó khóc á, thương lắm. Đấy. Mua cho ảnh đôi giày, mà mấy hôm trước nha là mẹ của ảnh á là mua cho mình cái chiếc còng, cái chiếc trang sức ở đeo tay dễ thương lắm đó, kêu nó cầm mang qua tặng mình đó, cảm động lắm. Mình có chụp cái tấm hình chắc mình cũng sẽ để lên cho mọi người thấy là cái hôm mà nó mang cái chiếc vòng qua nó tặng mình dễ thương đến mức nào. Rồi kể từ hôm đó nha, là mình đã nói với nó, ngày hôm trước mình nói với nó là anti ở đây, rồi tuần sau anti sẽ dời nhà đi. Thế là từ cái hôm đó qua tới hôm sau là nó sang nhà mình, nó tặng mình chiếc vòng, rồi qua tới ngày hôm qua luôn, ngày hôm kia luôn, hôm qua thì nó đi chơi mình không có gặp nó, là ngày nào nó cũng đi, nó cũng lại nhà mình hết á, nó lại nhà mình nó chơi. Bởi vậy chồng mình nói mình mà dọn đi á, ở đây có 2 người buồn nhất, thứ nhất là Pricey không có ai chơi với nó hết, còn thứ nhì là cái ông bảo vệ dưới đất. Tự vì ngoài cái chị nhà số 1 ra là hình như là nhiệm vụ á, với lại chắc chỉ được trả lương á, là nấu ăn cho ổng, còn hình như chỉ có mình nè là cứ mua cà phê rồi, hoặc là mình không mua cà phê á, thì nếu mà mua cà phê thì mình chỉ tốn có 10 kina mấy bạn, còn nếu mà mình không mua cà phê á, thì mình dồn dồn tiền đi chợ á, mình cho ổng 20, có hồi bữa Noel cho 50 50 kina. Hồi nãy chồng mình cũng mới kêu mình cho ổng 50, chồng mình nói mình mà đi với là 2 người này là buồn nhất. Ai qua bên chỗ mới thì mình cũng rất là thích, nhưng mà mình cũng chỉ ở chỗ đó cho tới ngày 16 thôi, ngày 16 là mình đi về Việt Nam rồi. Cuộc sống thì mình không có nói trước được chuyện gì hết,
Chẳng hạn như là mình đâu có biết là chồng mình sẽ làm đến hết năm. Mình chỉ nghĩ với là chồng mình làm tới hết tháng 6 thôi, cho nên tới tháng 3 mình thấy có vé máy bay thì mình đi về. Tại mình nghĩ mình về tháng 3, tháng 6 chồng mình về theo. Mà tự nhiên khi mà mình quyết định mình về, rồi chồng mình lại với lại ông chủ lại nói chuyện với nhau, thì lại có cái kế hoạch mới. Thế là chồng mình phải làm cho đến hết tháng 12. Thì mình cũng không biết là đến hết tháng 12 thì chồng mình có ký thêm hợp đồng hay không. Nếu mà có ký thêm hợp đồng á thì chắc lúc đó mình cũng qua đi lại. Cuộc sống mà đâu có ai nói trước được chuyện gì đâu. Rồi, mình cũng hy vọng là ơn trên che chở cho vợ chồng mình, cho tụi mình có nhiều sức khỏe để sống vui vẻ, trải nghiệm và làm những cái gì tốt đẹp nhất cho đời có thể. Chỉ mong vậy thôi. Giờ thì mình tiếp tục dọn dẹp đi. Ok. Cảm ơn các bạn rất nhiều, tự vì các bạn đã dành thời gian để nhìn mình nói chuyện. Mình là Thư, sắp trở thành chị Kiều Ba Bu rồi. Mình người ở Đồng Nai. Khi nào mà mình đi về Biên Hòa thì chắc lúc đó mình trở thành chị Kiều Ba Bu rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Khi mà các bạn theo dõi video của mình thấy có nhiều view, cái đó cũng y như là cái niềm động lực rất là to lớn cho mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye.